Rồi Phương rồi Giáp, hello anh em ha. Nay Phương canh xăng. Thì nếu như mà nhìn vô cái đồng hồ báo xăng á, của xe á, theo cái mức mà tiêu hao nhiên liệu mà xăng nó báo bao nhiêu lít trên cam cây á, thì hiện tại xe Phương cũng đang quá hết. Đây nè, 8.2, khá nhiều so với cái thông số mà tiêu chuẩn của xe ha. Thì thật ra thì cũng đúng thôi, Phương là Phương chạy Sài Gòn là chính, nhưng mà cái nhiều này thì nhiều lắm, nên là giờ này mình canh bằng cái cách chuẩn nhất ha. Phương nghĩ là cái cách này canh được. Đây nè, thì hiện tại là theo như thông số dự tính á, là còn 56 cây nữa là hết xăng. Thì chút xíu nữa Phương chạy Phương canh cho nó chớp cái đèn báo hiệu lên, nó sẽ có chớp cái đèn lên, lúc đó là coi như là xăng chuẩn bị cạn rồi đó, là nó không còn báo 50 mấy cây nữa, chuẩn bị là nó chớp lên luôn. Thì Phương đổ thử 500.000 coi thử nó bao nhiêu lít, cái rồi Phương chạy cho nó chớp lại, là Phương lúc đó thì Phương sẽ xét cái trip á, coi mình chạy bao nhiêu cây, nó sẽ có cái trip chứ mình không có canh chi cho nó cực, nó có cái trip luôn ha. Phương để Phương xét một cái trip, trip A hoặc trip B cũng được, thì coi thử coi chạy hết tới lúc mà nó báo 500.000 nó báo nữa thì coi thử coi là nó là bao nhiêu lít là biết liền. Coi như xe này chạy thì hiện tại là xe của Phương đã bảo dưỡng lần hai rồi, thì chạy 5.000 mấy cây thì cũng coi như là tròn máy rồi, chứ không đến nỗi mà phải xe mới quá chưa tròn máy thì không đúng ha. Thì để coi thử test thử xe này nó chạy được bao nhiêu km. Thì hiện tại là Phương đang chạy đường trường nha, cái này là Phương đang chạy quốc lộ, nhưng mà bữa nay chị về quê thôi, còn vài bữa nữa thì chắc cũng chạy vòng vòng ở Sài Gòn ấy, rồi cũng đi chỗ kẹt xe là chính. Tính là xe của Phương thì đi kẹt xe nhiều hơn là đi đường bình thường. Rồi nha, chút xíu nữa Phương sẽ quay tiếp. Rồi này nha, thì hồi nãy giống như Phương nói á, là dưới năm còn mức xăng mà để mà đi tiếp theo quãng đường mà còn dưới 50 km á, là nó sẽ báo vậy nè. Đây ha, thì chuẩn bị Phương kiếm nha, chút xíu Phương kiếm cho xăng Phương đổ. Đây nè, hiện tại nó đang báo vậy đây. Đó, thì chút xíu Phương sẽ kiếm cây xăng Phương đổ xong rồi bắt đầu là Phương reset map lại. Coi thử coi chạy hết 500.000 coi là được 500.000 được bao nhiêu lít xăng, và chạy hết đó thì nó như thế này nữa thì là mình đổ tiếp thì nó coi nó chạy được bao nhiêu km nha. Rồi. Rồi này ha. Phương vừa mới đổ 600.000 tiền xăng. Thì nó lên là 25 lít. Đây, 25 lít thì nó báo là nó chạy được 339 cây nữa. Bây giờ Phương xét cái trip này nè, trip B nè, đó. Đó ha. Đó, giờ Phương xét cái trip B này cho nó về 0 km, rồi bắt đầu là chạy coi thử coi là nó chạy được bao nhiêu km nha. Đó, thì xét cái trip B này ha. Đó nè, hiện tại là trip B nè, Phương bấm lên reset nè, enter nè, rồi 00 ha. Giờ bắt đầu là Phương chạy với đây, nó được bao nhiêu km thì nó hết cái xăng đó, rồi nó mới về giống như bình thường lại này ha. Đó nè, giờ là nó 00 ở đây rồi. Để Phương chạy hết rồi Phương coi cái bao nhiêu km, Phương làm clip Phương ra cho anh em nha. Rồi đúng không? Thì giống như cái bữa Phương đã đổ xong ha, thì hôm trước là Phương đã đổ 25 lít đó, cho 600.000 đổ được 25 lít, mà tính là bữa đi về quê xuống thì cũng khá lâu rồi. Thì thông thường thì Phương toàn là cứ cuối tuần mới chạy, chứ trong tuần cũng đi làm không ha. Nhưng mà chuyến này chạy thì Phương cố tình canh trong cái lúc mà những cái cung đường mà kẹt xe á, thì giống như là thứ sáu Phương đem xe lên, thì lúc mà Phương về là đâu đó khoảng 6 giờ để về nhà để chở mẹ con đi chơi. Thì 6 giờ mà về tới Gò Vấp là đâu đó cũng phải 7 giờ. Đó thì về chở mẹ con đi chơi. Rồi gần đây thì Phương lại chở vợ đi ra quận nhất đám cưới.
thì đâu đó là nó nằm ở cái 6:30 rồi đó, thì kẹt kinh khủng luôn mọi người. Nên là hầu như là chỉ nhích nhích thì Vân cũng canh thử coi kẹt xe mà nó nhiều nhất là nó tiêu hao nhiêu lít. Rồi mai mốt thì Phương làm tiếp một cái clip là chạy xe đường trường rồi chạy xe nước bình thường cho vui, cho vui ha. Thì chạy xe đường trường là cao tốc rồi đó, thì có nói nó ngốn nhiều lít. Thì theo như thông số mà trên cái màn hình nè, lúc Phương đổ sang lợi nè là nó ghi được 233,6. Thì thật ra là hôm trước á, Phương có trong lúc chờ á, chờ con Phương ra đi học ra, thì mà một đứa thì nó ngồi trên xe, thì Phương mở máy lạnh mới mở cho nó coi cái mà cho nó coi phim hoạt hình á, thì đâu đó cũng hết 1 tiếng đồng hồ á. Thì nếu mà bình quân ra nữa là cho nó khoảng, nó lên khoảng, nếu mà chạy thì mình cho nó thêm 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ đúng không, 1 tiếng đồng hồ mình bèo lắm thì nếu như mà mình chạy thì mình cũng phải được vài chục cây đó, tính ra là vài chục cây ha. Thì 233, 234 thì nếu như mà thêm vài chục cây nữa thì thôi mình cho nó lên khoảng 15 thôi, cho nó 260 cho nó dễ tính, 250 đi cho nó dễ tính đi đó, thì coi như là 25 lít, cho nó 250 cây. Vậy là quy ra là nếu mà đường Sài Gòn mà kẹt cứng luôn thì 10 lít 100 cây đó, thì tính ra là nếu mà kẹt cứng luôn nha, đứng rồi này nọ mà 10 lít 100 cây thì tôi thấy là khá ổn rồi đó. Đó thì mở máy rồi nữa mà, nên là tính đây chưa tới 10 lít đâu, tới khoảng 9 lít mấy, 9 lít thôi đó, nhưng mà mình cho nó 10 lít thì cung đường mà kẹt xe lắm luôn á, kẹt cứng luôn thì 10 lít vậy là nếu mà so với xe BRV này là rất ổn nha mọi người. Thì hôm nay là có đó, đây là những hình ảnh thực tế của Phương đang canh. Thì hôm nào là Phương rảnh rảnh thì Phương đi cao tốc đó, Phương canh tiếp cho mọi người xem nha. Rồi, cảm ơn anh em BRV rất nhiều, cảm ơn, chính chúc anh em thượng lộ bình an. Nếu yêu mến thì cho hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh Phương nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.